Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 97 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê và bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học kèm nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra trang số 95 nào. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta hỏi điền cái số nào. Đấy, như vậy các em nhìn thấy đây, chúng ta sẽ là gì? Thống kê cái số liệu này. Các em thấy này, ở đây có mấy cái vạch này nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, đúng không? 3 dễ như ăn kẹo đúng không? Đây toán mầm non đúng không nào? Rồi tương tự này, ở đây có mấy nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dễ không? Rồi tương tự này, các em đếm ở đây một cái này là 5 rồi đúng không? 5 với 5 là 10, 11, 12. Đó, rất nhanh nhá, 12. Rồi 5, 10, 10, 15. Dễ không? Đó, đây là gọi là toán mầm gì? Mầm non. Ok. Sang bài 2. Kiểm đếm số chiếc diều mỗi loại trong hình vẽ sau theo cái mẫu này. Đó. Như vậy đây có rất là nhiều những cái loại diều đúng không nào? Và người ta cho mình cái bảng ở đây, các em thấy này. Số lượng chiếc diều mỗi loại này. Chiếc diều có dạng khối hộp chữ nhật. Ở đây thống kê là mấy? 7 này. Chúng ta sẽ nhìn đây có phải khối hộp chữ nhật nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng chưa nào? Đấy, vậy thì đây là cái mẫu. 7 thì chúng mình sẽ ký hiệu nè. 1, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7. Được chưa? Ok nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ làm theo cái mẫu đó đối với chiếc diều có dạng hình tứ giác. Nhớ nhá, hình tứ giác. Đây, hình tứ giác là hình như này các em. Chúng ta sẽ có này, các em đếm theo hàng ngang hoặc đếm theo hàng dọc tùy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng nào? Như vậy chúng ta sẽ có là gì? 8. Vậy thì mình sẽ ký hiệu cho nó này. 8 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? 6, 7, 8. Dễ không? Quá đơn giản đúng không? Rồi chiếc diều có dạng hình tam giác. Rồi chúng ta lại đếm hình tam giác. Hình tam giác này có 1 này. Được chưa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Như vậy hình tam giác có mấy? 5 đúng không? Các em nhìn lại xem đúng nào. 1 này, 2, 3, 4, 5. Đấy. Như vậy thì chúng ta có thể ghi ở đây là mấy? Số lượng là 5. Vậy thì mình sẽ ký hiệu cho nó 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Xong nhá. Rồi sang bài 3. Quan sát và cho biết trong tranh có những loại thú nhồi bông nào. À như vậy các em nhìn thấy đây, chúng mình có những cái loại thú nhồi bông nào nhỉ? Thứ nhất là hươu cao cổ này, đúng không? Thứ hai đây là chú gì? Sư tử. Chú khỉ là ba. Và đây là chú gì? Hà mã, đúng không? Vậy thì chúng ta có mấy? 4. Vậy chúng ta sẽ trả lời trong tranh, trong cái bức tranh á, có những loại, ngâm dựa câu hỏi chúng ta trả lời, những loại thú nhồi bông, thú nhồi bông là ấy cái gì nhỉ? Khỉ nè, khỉ là 1 nè. Rồi thứ hai là sư tử nè. Được chưa? Thứ ba là hươu cao cổ.
Rồi. Và thứ tư là chú hà, hà mã. Được chưa? Đấy, bốn loại nhá. Rồi, đến câu B. Kiểm đếm từng loại thú nhồi bông, đọc biểu đồ tranh rồi trả lời câu hỏi sau. À, như vậy chúng ta sẽ kiểm đếm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy này, người ta thống kê cho mình rồi số lượng mỗi loài thú nhồi bông có trong tranh vẽ này: hươu cao cổ này, hà mã này, sư tử này, khỉ này. Ồ, dễ không? Ta hỏi gì? Có bao nhiêu con hà mã? Phần này có gì khó không nhỉ? Quá đơn giản, hà mã có mấy? 1, 2. Chúng ta sẽ trả lời có 2 con hà mã. Rồi, số khỉ nhiều hơn số hươu cao cổ là bao nhiêu con? Vậy thì muốn biết nó nhiều hơn thì chúng ta xem khỉ ở đây có mấy con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy khỉ ở đây là có mấy? 6 con. Thầy viết nhỏ ở đây nhá để chúng ta biết số khỉ là 6. Hươu cao cổ mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy hươu cao cổ đây có là gì? 5. Vậy thì số khỉ nhiều hơn số hươu cao cổ là mấy con? 6 trừ đi 1. À, 6 trừ đi 5 là mấy con? 1 con. Đúng không? Vậy mình trả lời số khỉ nhiều hơn, nhiều hơn số hươu cao cổ là mấy? 1 con. Được chưa? Đơn giản không? Xong nhá. Rồi, tiếp theo này, trong tranh vẽ có tất cả bao nhiêu con thú nhồi bông? À, như vậy thì chúng ta chỉ việc cộng vào thôi. Hà mã đây là 2 con đúng không? Sư tử 1, 2, 3, 4. Vậy các em cộng hết vào. 5 cộng 2 là 7. 7 cộng với 4 là 11. 11 cộng với 6 là mười mấy con? 17 con. Được chưa? Vậy thì chúng mình trả lời. Trong cái tranh vẽ có tất cả bao nhiêu? 17 con thú nhồi bông. Được chưa? Đấy, xong nhá. Được chưa nào? Rồi, sang bài số 4. Quan sát biểu đồ tranh sau. Số sách bán được trong 4 ngày. Đó, như vậy đây chúng ta sẽ có này. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Đấy, người ta thống kê. Và mỗi một cái ký hiệu, cái quyển sách như này này, biểu thị cho 5 cuốn nha. Các em nhớ là mỗi một cái này là 5 cuốn. Vậy giờ tôi mới hỏi cái gì? Trả lời các câu hỏi sau. Bao nhiêu cuốn sách đã bán được trong ngày thứ tư? Đấy, ngày thứ tư nha. Là ngày thứ tư này, các em nhớ này, mỗi một cái này là mấy? 5 cuốn, các em đếm nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời là bao nhiêu? Có gì? 40, 45 cuốn sách đã bán được trong cái ngày thứ mấy? À, trong ngày thứ tư. Ok chưa? Rồi chưa? Xong nhá. Rồi câu B, ngày nào bán được 40 cuốn sách? Như vậy thì chúng ta phải đếm thôi, đúng không? Tốt nhất bây giờ chúng ta thống kê ra. Ngày thứ tư mình vừa thống kê là 45 cuốn này. Ngày thứ ba các em đếm này. 5, 10, 15, 20, 25, 3, 30 cuốn này. Đúng chưa? Rồi ngày thứ hai nào. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 4, 40 cuốn này. Đấy, ngày này 40 cuốn này các em. Ngày thứ nhất bán được 5, 10, 15, 20 cuốn này.
Rồi, như vậy giờ ta hỏi gì? Ngày nào bán được 40 cuốn sách? Nhìn đây, ngày nào? Ngày thứ 2. Quá dễ dàng đúng không? Kem trả lời, ngày thứ 2 bán được bao nhiêu? 40 cuốn sách. Được chưa? Câu C này, ngày thứ 3 bán được nhiều hơn ngày thứ nhất là bao nhiêu cuốn? Đây, ngày thứ 2 là ngày thứ 3 là bao nhiêu? 30 cuốn. Ngày thứ nhất bao nhiêu? 20. 30 mà trừ đi 20 thì là gì? 10 hay là một chục, đúng không? Vậy thì em sẽ trả lời ngày thứ 3. Ngày thứ 3 bán được nhiều hơn ngày thứ nhất mấy? 10 cuốn sách. Được chưa? Xong nhá. Rồi câu D này, cả 4 ngày bán được bao nhiêu cuốn sách? Cả 4 ngày thì chúng ta cộng vào thôi. 20 với 40 là 60. 60 với 30 là 90. 90 cộng với 45. Thì các em cứ cộng trước này, 90 với 40 là mười mấy? 13 chục là 130. 130 cộng với 5 là 135 cuốn. Được chưa? Chính xác không? 2 với 4 là 6. 6 với 3 là 9. 9 với 4 10, 13. Như vậy sẽ là 135 cuốn nhá. Rồi. Cả 4 ngày bán được 135 cuốn sách. Xong chưa? Đó, xong nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho thật là nhiều những bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhá.